Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Thì trong những ngày vừa rồi thì Thắng Hoàng có lên sóng giới thiệu với anh em về mẫu đẩy thương hiệu của Lắc. Đấy, với model là R911 công suất 1100W một kênh 8 ohm và 1600W một kênh 4 ohm. Khi anh em chập kênh lại thì nó đạt lại cộng dồn đấy là nó sẽ là 3200W nha anh em nha. Đấy, 3200W, một trong những cái mức công suất cực khủng của cái mẫu máy Lắc R911 này. Thì đây em cũng còn lại có một ít thôi, thì vệ sinh đến đâu gửi khách đến thấy không có người làm ấy. Anh em thấy mỗi ngày thì cũng có đi được 5-7 đơn hàng, em bao gồm các sản phẩm loa cũng như là đẩy bãi. Thế đấy, thì trong những cái video đấy thì có rất là nhiều anh em có lên comment là bảo là Thắng Hoàng test xem thử coi chất lượng âm thanh này như thế nào, mà bên em quảng cáo là nó rất rất chi là hay. Thì các anh em có thể xem lại một đôi chi tiết về cái sản phẩm này rồi em sẽ test cho anh em trải nghiệm nhá. Đấy, bởi vì cái test thu âm trên video ấy thì Thắng Hoàng cũng có đánh giá với anh em rồi, để nó cũng không thể thể hiện được hết những cái ưu điểm mà mình muốn gửi cho khách hàng nghe. Là một điều bất lợi khi mà có thể muốn quảng cáo được một sản phẩm hay, đôi khi cũng làm cho anh em đỡ băn khoăn tò mò thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy mẫu mã đây. Nếu như anh em có nhu cầu mà muốn đặt hàng nhé, có thể là sử dụng số điện thoại này gọi cho em, sử dụng số điện thoại gọi cho em qua số này 0969800985, cũng như là anh em có thể kết bạn Zalo để nhắn tin. Đây, cái mẫu máy này thì em còn có một cái bên ngoài đây là em đã vệ sinh, đang vệ sinh. Đấy, tất cả hai anh em thấy không ạ, phải bóc hết tất cả ra như này, lau chùi cặn kẽ luôn. Máy này em nói với anh em luôn chính là nó bao lành luôn cho anh em nha. Nói nó hoạt động là nó bao lành luôn cho anh em. Đây, tất cả bên em bán là hàng rất là đẹp nha anh em nha. Đấy, rất là đẹp, từ con tụ phẳng phiu, chất lượng nhôm hay là phíp mạch anh em thấy này, không khác gì hàng anh em mua ở hàng châu Âu luôn. Nó rất là chất lượng luôn nha anh em nha. Thì chỉ có những cái sản phẩm chất lượng thì nó mới mang được cái âm thanh nó chất lượng đến cho anh em dùng. Đấy, tất cả đều có model của Lắc hết nha anh em nha. Ok chưa? Hàng chính hãng anh em có thể là tra trên website. Thì đây là một cái thiết bị mà em đã để sẵn ở đây test cho anh em trải nghiệm. Test trên mẫu loa Full Bass 30 nha anh em nha. Anh em có thể thấy này, đây là một cái chiếc đẩy mà em chưa hề vệ sinh, anh em có thể xem bên trong. Thấy không ạ? Đấy, anh em có thể thấy không ạ? Đây, anh em có thể xem này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nhìn cái mạch coi anh em nhìn thấy không ạ? Rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, từ trên phíp mạch đến tất cả đều được hút bụi đưa vào. Đấy, giữ cũng khá là nhiều ở trong đây. Mà em vẫn mạnh dạn em cắm và test luôn cho anh em, không cần phải vệ sinh nha. Đấy, không cần phải vệ sinh luôn. Chưa cần phải vệ sinh, các cái nốt gạt cũng chưa gạt. Đấy, nghĩa là cái truyền dẫn tín hiệu từ các cái công tắc của nó vẫn rất là tốt. Hàng bãi, hàng xịn nên là anh em mới biết ạ. Chất lượng của nó là rất là ổn định. Đây, Thắng Hoàng bật lên. Gần như cái máy với cái công suất lớn như thế này thì quạt nó quay cũng rất nhẹ nhàng. Ổn ha. Đấy, rất là ổn ha anh em. Cái mức này là người ta đánh dấu mũi tên nên là để họ dùng cái mức volume nó như vậy. Thì bây giờ thì Thắng Hoàng sẽ test cho anh em trải nghiệm. Ê bê, nhanh đi em, đừng có làm ồn nào. Một, để cho anh các hàng. Anh em thấy mức độ ổn định của máy nhá, hoạt động rất là ok. Đấy, tạch. Mời anh em trải nghiệm chút nha. Thank you.
rất nhẹ nhàng và êm ái nha anh em, nghe rất là phê nha. Đấy. Tiếng rất nảy. Cái này thì anh em có thể đánh full đôi 30, full đôi 40 hoặc là súp đơn 50. Em chưa có test súp kép nhưng mà với cái mức công suất này thì hiệu quả cho súp kép nó cũng không thực sự nó quá tốt, cho nên là anh em cũng chỉ sử dụng mức độ là full đôi và súp đơn thôi anh em nhé. Đấy, để em sẽ tiếp tục test cái nhạc không lời để cho anh em có thể là trải nghiệm một chút xíu ha. Nãy là cắm cái máy này nó bị tín hiệu nó bị cái gì, cái dây tín hiệu nó không được tốt, dẫn ra có một loa cửa cái đây là nó mới được. Đấy, thì với cái mẫu máy này thì bên em bán ra giá nó rất là phù hợp, gọi là rẻ cho anh em chơi thôi. Giá nó chỉ có mỗi 4,8 triệu một chiếc này thôi, với công suất nó khá cao rồi nha. Đấy, công suất nó khá cao rồi thì bỏ ra 4,8 triệu mua con đấy này là nó quá hợp lý luôn anh em ạ. Với cái chất lượng thu âm mộc qua điện thoại mà anh em nghe có thể được truyền tải được là rất nhiều cảm xúc trên một những cái nốt nhạc như vậy thì cũng phải nói là đánh giá là con đấy này nó khá là hay và chi tiết rồi. Mình nghe trực tiếp thì âm thanh nó sẽ được cảm thụ nó tốt hơn, được cảm thấy đánh giá nó sắc màu nó tốt hơn, cũng như là độ mịn độ sạch của đẩy này nó khá là ok. Đấy. Anh em mua hàng thì bên em bán ra là 4,8 triệu, bảo hành 6 tháng miễn phí khi mà anh em gặp lỗi trong vòng 6 tháng nha anh em. Đấy, và nếu như sau này anh em có vấn đề gì về thiết bị anh em có thể là liên hệ bên em sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhận hỗ trợ cho anh em nha. Đấy, và khi đó thì có thu phí cho anh em và cũng mức độ rất là hợp lý để cho anh em dùng lâu dài. Đó, mẫu mã đẹp, chất lượng âm thanh hay. Đấy, hàng thương hiệu xịn của Lắc, công suất khá cao. Đấy, các bác mà có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện ủng hộ cho Thắng Hoàng nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng. Xin chào tất cả mọi người.